Sống xanh đang trở thành một phong cách được nhiều người tiêu dùng chọn lựa và điều đó thì thể hiện rõ nét nhất trong sự bùng nổ của các mô hình nông trại. Tại Nhật Bản, các nhân viên công sở thì có thể trồng và thu hoạch rau củ ngay trong chính không gian làm việc của mình. Hay là ở Mỹ, người ta có thể tận dụng ngay cả mặt nước để làm một khu vườn nổi. Còn ở Anh thì sao ạ? Một nơi từng là hầm chú bom đã được cải tiến trở thành một nông trại rộng lớn, cung cấp thực phẩm cho nhiều siêu thị và nhà hàng tại London. Chúng ta sẽ cùng ghé thăm. Sâu 33 mét dưới lòng đất tại thủ đô London là nơi mà ít ai nghĩ rằng có thể tìm thấy một nông trại. Cách đây 2 năm, những loại rau củ đầu tiên đã được đưa vào trồng tại đây. Thay vì dùng đất và ánh sáng tự nhiên, nông trại này dùng đèn LED và công nghệ thủy canh, trồng cây không cần đất. Chúng tôi có thể kiểm soát tốt nhiệt độ, độ ẩm, đảm bảo tốt nhất cho sự phát triển của rau củ. Mô hình nông trại này được xây dựng theo hướng xanh hoàn toàn. Điện chiếu sáng được tạo ra từ năng lượng tái tạo. Nông trại không sử dụng thuốc trừ sâu mà chủ yếu dựa vào nước chứa nhiều khoáng chất và chất dinh dưỡng. Chính vì vậy, những sản phẩm được thu hoạch từ đây được người tiêu dùng rất tin tưởng. Tôi nghĩ những sản phẩm này không cần quảng cáo gì cả. Bản thân những loại rau củ ở đây đã đủ chứng minh chất lượng rồi. Hương vị rất khác so với những gì tôi từng thử trước đây. Thật tuyệt vời. Những nhà sáng lập mô hình nông trại dưới lòng đất cho biết mô hình này rẻ hơn canh tác trên mặt đất tới 100 lần, lại không phải lo lắng về thời tiết, ô nhiễm môi trường, thời gian trồng nhiều loại cây cũng được rút ngắn. Đây được xem là mô hình nông trại thông minh nên được nhân rộng tại nhiều nơi trên thế giới.